con đầu tiên này rất hay nha các bạn nha. Con đầu tiên là cái con mà có đánh dấu. Có đánh dấu thì chim hay thôi, còn cái giọng thì em chưa có nuôi cho nên em không biết nó là giọng thổ đồng hay là thổ sấm hay là thổ son. Nói chung là chim cu em không có rành. Con này cườm rất là nhuyễn nha. Dòng kim cu này lông rất bở nha các anh nha. Mình cầm đến là nó hay bị rụng lông lắm. Đây. Cườm nhuyễn nha, cao. Con này rất to này. Wow. Rất to luôn nha. Cườm rất là cao. Con này rất to.
nhiên hai con nằm chung ở đây. Con này chắc nó bới đất nhiều. Chặt con này đẹp lắm, đỏ âu. Có một cái móng này. Đây nè, nó mòn sát vô trong này nha. Con này chặt đá nhiều nữa. Nó giống như con gà nó bới bới. Đây nè, vẫn còn móng. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười con. Tổng cộng 10 con.